Củ quyền mà phải để củ quyền cả cái họ Nguyễn họ Trần, chứ còn nếu mà để một hình một mình của bác á thì má của bác tức là bà ngoại của tụi nó, rồi má của bà ngoại là bà cố của tụi nó, không có hình trong nhà thì lúc đó đó bà cố bà ngoại của bác á sẽ ký đầu, tại sao mày được ưu tiên vô đây, mày có hình, tao tụi tao không có hình. Cho nên nó có cái đó nữa, tại vì khi người chết mà không có tu á, họ cũng y như người đời mình vậy. Kêu ở nhà thờ có quyền chỉ để cái họ thôi, đừng có hình ảnh gì chứ, hình để trên tường giống như bạn bè được. Ở đây ở Việt Nam á, cả 100 triệu dân mỗi ngày lại Bác Hồ một cái, ở dưới là ông đau đớn biết nhiêu, ông bị đọa sâu nữa. Mình thương bác cực kỳ, không ai thương bác bằng chị thương bác, thiệt luôn. Mình khuyên là phải thiêu bác để mà bác được bớt có bị đau đớn thiệt, rồi được đi về trời. Và đồng thời Trung Cộng nó không có dùng cái xác của bác để mà nó chấn ép 100 triệu dân của mình suốt đời phải nghèo khổ và nằm ở dưới Hán ở hoài, đúng không? Vậy mà nó cứ nghĩ mình không có thương bác, thương bác mới thiêu bác giáng sanh. Chứ mình để cái xác thúi ở đó đó, ổng về ổng thấy xác thúi ổng cũng bịt lỗ mũi ổng nữa. Ở đây mấy người lớn tuổi lấy họ Thiên thì tự động khi chết đó là cha rước về hết. Ở trên núi mình nhiều người lắm, ở đây đông lắm, không phải một người bác đâu, mà lúc còn sống 2-3 năm trước á cũng đã lên trên núi, cho nên đã có họ Thiên thì không gì phải lo. Là có cái phi, có cái visa đi về trời, có cái passport đi về trời, đâu cần gì đâu phải lo. Đa số những cái gia đình mà sống không có im ấm, con cái đang làm ăn ngon lành giàu có mà tự nhiên suy sụp, không phải là ma quỷ nó phá mà do ông bà tới phá, củ quyền phá, là do mấy cái chuyện mà không có trật tự á. Tại sao mà thờ má mày, tao là má của mày, mày không nể tao, mày không biết tao là ai, đó là củ quyền không. Rồi nhập vô này nhập vô kia, nên tốt nhất nhà không có thờ hình ai, để họ không là xong, là mời hết vô từ thời xưa tới thời nay một cái họ một. Có những người chết hàng 200-300 năm cái hồn họ cũng chả có đi đâu, cứ lòng vòng đi theo con theo cái, tại vì mình bị dính vào ở đó rồi. Cũng giống như thế gian của mình nè, mỗi ngày á là tôi nhất định là tôi phải ra cái góc đó, tôi đứng đó tôi mới vui được, còn tôi không làm được đó là giống điểm thiếu sót vậy, là mình bị dính á, bị chấp á. Rồi hoặc là mình có những người mà sống bị stress quá đó, rồi cái bị lãng trí, bị liệu á, cứ mỗi lần ra khỏi xe rồi cái cứ nghĩ là mình quên lấy chìa khóa xe, nhưng mà chìa khóa nằm túi rồi cứ quên. Rồi cái mỗi lần cái mình đo khóa cửa nhà rồi mình cứ nghĩ là mình quên khóa, nhưng mà thật sự mình phá rồi. Thì mấy cái đó là nên phải đọc kinh và ngồi thiền, tự động mấy cái bệnh đó nó sẽ hết. Và những cái bệnh đó mà nếu mà còn sống mà không đọc kinh ngồi thiền á, khi mình đi á, cái linh hồn của mình á nó sẽ thành ra mấy cái bà củ quyền rất là chấp dữ lắm, hành con hành cháu. Tại vì sao? Tại vì khi thấy con cháu nó lấy tài sản của mình để lại, tại lúc đó mình phải làm bao nhiêu chuyện ác thì mình mới có một khối tài sản lớn cho con cháu, mục đích của mình vậy, đúng không? Đa số người ở trong mình là 99.9 vậy, phải không? Thì để lại thì cái thằng nhóc nó lớn lên nó chỉ biết hưởng thôi, thì nó cứ lấy nó xài, tại nó đâu có bỏ công cực khổ đâu, thì nó xài bậy xài bạ, rồi nó đi mở bếp đê, mở nhảy đầm, mở tiệc tùng, nó ăn linh đình, đồ ăn nó đổ đùng rác nó thùng. Còn củ quyền của mình á, xin cái bánh bao nó cũng không cho nữa, thì nghĩ là ông bà có giận không, mà trong khi tiền là tiền của bà. Cho nên bác đừng có mong về nhà, bác mong về trời đi. Ở lại thế gian thì chán lắm, mình sống mình đã chán rồi, không chứ mình chết mình càng bất mãn luôn. Nó đâu có để ý mình đâu, đâu có, nó đâu có cảm nhận được mình đâu. Cho nên từ đó cái chùa này ở sau này nè, có cái triệu vong linh. Thì nhà bị con cái nó bỏ bê, hất hủi, bắt đầu mới gọi là cô hồn các đảng. Cái tụ nhúm thì đi đâu kiếm ăn, tại vì sợ sấm sét á, là cái vong hồn sợ nắng, sợ sấm sét.
cái tụ vô mấy cái chùa trong building này nè, rồi cái lâu lâu chị Bảy rồi bà giữ chùa bà cúng cho đó, một bàn nhỏ nhỏ dành ăn, toàn là bà cúng gì, toàn là ba cái đồ rau đồ chay không, với mấy chén cơm thôi à, có một chén nhỏ xíu mà cả triệu vong linh dành ăn, có ba chén thôi đâu có nhiều đâu, bà đâu rảnh đâu bà nấu nhiều, thì cái nó hạn chế dễ sợ lắm. Cứ thu homeless, homeless mỗi ngày người ta cho một đô còn ăn được này kia, có khi mình thành vong hồn ngạ quỷ rồi, mình gọi là thua homeless luôn, không ai nhìn không ai ngó tới mình, trong khi lúc mình sống mình là tỷ phú, mình là giàu, chỉ có một cái là mình vô minh, mình không biết luyện cho cái thần hồn của mình nó khôn hơn chút, để lúc mà hồn mà rời khỏi xác á đi về luôn, còn lẩn quẩn đây làm gì. Chưa tính nữa bao nhiêu ân oán của anh em dòng họ trong đời mình á, nội mình làm cho người ta thất tình mình thôi là cũng là bị cái nghiệp rồi, mà lỡ như cái thằng đó thất nhỏ đó thất tình nó tự tử trước, nó chết trước nó ngồi chờ sẵn hồi đó tao yêu mày tao yêu được tao chết trước, hôm nay tao chờ mày ở đây qua tao hành đó là thiệt á, chứ không phải là giỡn đâu nghe. Khi con người mình mất á mình vô dụng lắm, mình có tiền lúc còn sống ăn vàng, qua bên kia đói làm những cái hồn ma chơi là có phước đó nghe. Còn loại mà loại ma cái cổ nó có như đây là mấy tỷ phú á mà không biết làm từ thiện á, cái cổ nó dày, cái bụng nó chướng gì nó gọi là ngạ quỷ á. Còn ma là chuyện nhỏ, ma là một công dân ở cõi vô hình, mình là công dân cõi hữu hình, đúng không? Thì cũng giống nhau, là mấy ông thổ địa hay là mấy ông sơn thần nữa, mấy ông cũng coi những người đó là những người bình thường. Ma cũng có ma tốt ma xấu, ma tốt giúp người để mà có phước, để mà họ chuyển thế, tại họ không có phước họ mới không đầu thai. Nhưng mà có những cái loại ma mà gọi là bị tội á, cái cổ bằng ngón tay cái, cái bụng thì chướng vậy nè, tại lúc nó giàu nó ích kỷ á, thì những cái người mà gọi là ích kỷ á sẽ thành ra những cái loại đó. Thì cái loại đó nó đói cực kỳ lắm, đi đâu nó cũng kiếm chuyện nó ăn, nó đói. Rồi nó thấy con cháu trong nhà ăn linh đình nó mà khua chén khua mỏ đó, mà buổi tối á nó lại càng bị sốc, là nó cứ vô nó làm cho người ta gây lộn hoài. Cho nên buổi tối mình đừng có làm chén đũa rồi kêu sùm, gọi là ngạ quỷ, là những cái người lúc giàu có mà ích kỷ thì thành ra cái loại đó. Còn cái loại mà ma mà nãy giờ mình nói là chuyện thường, họ không biết tu họ thành ma là chuyện thường, nhiều khi biết tu cũng thành ma đó nữa. Tại vì á mình đi tu một tay, chiều á mình đi đổ qua tay bên này, tức là vừa tu mà vừa tạo nghiệp, cứ nó cứ dày hoài, cho nên nó không có đầy được cái phước đức. Giả sử như Phật tử trong chùa này tu rất là giỏi đó, nhưng mà họ thấy tượng Thượng Đế họ không thèm lại, cũng mang giày để đứng trước mặt tượng Thượng Đế nữa, rồi cứ nói rồi âm thầm đi nói kiệt là mê tín dị đoan. Thật sự mình là vua mê tín dị đoan luôn, chứ không phải mê tín thường. Rồi ở ngoài kia nói mình là ảo, tao nói tao là vua thó ảo à? Ảo là có ảo, là vua ảo, nhưng mà thật sự là ảo là thật, thật tức là ảo, tất cả nhân loại đang sống ảo mà họ không có biết, tại vì họ không có chứng nghiệm được, họ không có phải là kiện, họ không có chứng nghiệm được. Họ có ăn cái trái nho này, họ có biết chua độ nào, ngọt độ nào. Bác thử giờ bác đoán thử cái trái nho này nó chua ngọt nào, đố bác đó. Rất ngọt đúng không? Thì con cũng vậy, con sống hai thế giới, trong thế giới trình này, trong thế giới này thì con mới biết con nói. Rồi mấy cái người mà học giỏi quá, tu giỏi quá, họ nói cái này không có sách vở chứng minh thì làm sao mà biết thật hay giả. Cái gì là Phật chờ mà chứng minh, mà ma mà chưa chứng minh được nữa. Hồi xưa Chúa đâu chứng minh được, nhưng Chúa bị đóng bài đình đó, đức thầy sư phụ gì cũng đâu chứng minh được, cho nên bị giờ trọng nó giết ổng á. Ổng là mấy vị là Phật với Bồ Tát không à,
làm sao mấy chuyện này sao chứng minh? Nhưng mà hôm nay lúc mà thời sổ số hàng mấy nghìn năm nay, những kinh điển của Notre Dame, Venga, kinh Khải Huyền của Công giáo, kinh của bên Hindu, kinh của Do Thái, kinh của Phật giáo nói thời đại này là thời đại tận thế, con của ông trời xuống thế gian để mà lập cái đạo mới, để mà đưa nhân loại đại đồng, nghĩa là không còn hận thù và ganh ghét với nhau, ích kỷ nữa, và sống rất là từ bi hỷ xả. Chỉ có quốc gia này thủ lãnh quốc gia này, thủ lãnh quốc gia kia sống bằng một cái sự thông cảm nhân ái, thì không có ai chế vũ khí nữa, thì sẽ đưa cái trái đất này đi vào không gian trong những cái thập niên về sau, cùng song song với người UFO. Có ai từng nói người UFO xuất hiện trên quả địa cầu không? Có chuyện nói, tại mấy vị nói chuyện với mấy họ. Mà hôm nay UFO cũng sắp sửa xuất hiện. Mình mà không có UFO á, biết bao nhiêu sao chổi đụng như trái đất mình. Mấy vị nói, nếu mà mình mà không đàng hoàng á, ở trên thượng đế chỉ cho UFO á, hủy diệt cái quả địa cầu này trong vòng 7 ngày. Bữa mấy vị nói á, cho nên sau này UFO nó ok, tại sao tụi mày chỉ tham có đường ống ga one, ống gas 2 ở bên Âu Châu, tại sao tụi mày chỉ tham có cái lưỡi bò làm chi, tham cái đảo Đài Loan thì MC chip làm gì, tham cái Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam làm gì, ở ngoài kia mấy cái thành kinh kia đất của người ta là hột sòn không à, tụi mày giác nổi nhiều cục hột sòn thì cứ giác về, có hơi sướng không, dành chút chút cũng dành. Tụi mày đâu cần lấy khí carbonic đốt để mà hư cái ozone này đâu. Mày đâu có cần phải lên North Pole hay South Pole, Bắc Cực, Nam Cực làm phá hoại môi trường làm gì. Giật hết. Tao sẽ cho một cái technology giống như kiểu Alon này, nó cũng nửa người hình tinh đó nghe. Chế ra những cái loại không cần chạy bằng xăng luôn. Ở một cái thời hạn, nhưng mà được cái đó hay không là do cái phước của mình hiện giờ sống vào cái thời đó. Tại trong tương lai nhân loại không có chạy xe này nữa, chỉ cần lên là bay bay thôi. Nó ghê lắm á. Bởi vì tại sao mấy đứa nhỏ đó, trong kinh Phật có nói 5 tuổi á, là tụi nó là có những đứa bây giờ 5 tuổi giờ nó có bầu á, nó biết mấy cái chuyện tùm lum la là trên mạng không. Rồi những đứa nhỏ đó nó khôn hơn mình thời xưa biết bao nhiêu. Bây giờ đưa cái điện thoại, đưa computer, nó đánh quá trời giỏi luôn. Hồi xưa mình làm gì mình biết như vậy. Nói ba chuyện khoa học này mất công mệt lắm. Mình người tâm linh, mình nói chuyện tâm linh đi. Nhưng mà tâm linh là siêu khoa học, chư Bồ Tát, chư Phật, chư Thiên là một cái tốc độ cực kỳ lẹ, mà mắt thường của mình á nó dở hơn mắt con chó, dở hơn mắt của con ong nữa. Đàn ông nó thấy mấy cái màu cực tím rồi được, mắt mình đâu thấy đâu, cận nữa không, mình nhìn không có thấy được Phật đúng không, nhưng mà máy chụp hình lâu lâu chụp dính đúng không, tại vì cái tốc độ của mấy vị đi lẹ quá, nó cũng y như cái quạt gió trong trần nhà, nếu mà nó bơi chậm á thì mình thấy ba cánh đúng không, mà nó quay lẹ quá mình không thấy cánh nào hết. Thì cái tốc độ của chư vị là vậy. Cũng như wifi, có ai thấy wifi ở đây đâu, nhưng mà chằng chịt tùm lum. Cái bác ngoài xe lăn này, để con nói cái này cho bác nghe nha. Còn cái bác gái này nè, yêu bác hả, cực kỳ yêu luôn. Yêu đến nỗi mà nhắn tin con gần mười mấy lần lúc bác nằm ở trong mình mơ anh xì. Rồi cái con đã sáng chạy lên núi Thiên Long Sơn dán một cái thơ con khổng lồ: anh Kiệt ơi, khấn cho ông xã tôi đang ở phòng cấp cứu. Phải yêu dữ lắm mới làm mấy cái chuyện đó đúng không? Không, bây giờ ông còn sống mình phải nói cho ông hiểu, chứ bữa ông tính ngẫm rồi. Trời ơi, bà khóc rồi, bà nhắn mình nó cả ngày lẫn đêm luôn á, cái bộ chuyện nó nổi với bà luôn á. Là đây ha. Rồi xong dưới cái thơ để ngay cái cổng á: anh Kiệt ơi, cắn cho anh cho chồng nó đang ở trong, ổng đang ở trong nhà thương ai với Đà Phật. Bây giờ ngồi đây tức cách đây 2 tuần nữa gì, phải 2 tuần phải không, mới 2 tuần
Dạ mà cũng còn yêu quá trời yêu. À, tình già. Nhưng mà thật sự mà nói á, là nó giống như chiếc đũa, giống như đôi dép. Một đôi dép này mà bị hư thì một chiếc kia cũng đâu có đi được. Thì tự nhiên cái người thối ngẫu của mình á, từ từ buồn hay chán, rồi nhớ những cái ngày kỷ niệm á, rồi cũng mang bệnh theo chết. Tại cỡ tuổi này mà không ngủ chừng 3 tuần là đi liền á. Hệ thống tiêu quá, hệ thống hô hấp là nó làm được, nó biểu tình là xong. Còn ngược lại cũng là đôi dép, tuy là đôi dép này không có im chân, gây lộn nhau tối ngày, gây lộn cũng là cái sự trao đổi kỷ niệm đó. Mà cái đôi dép mà gọi là bị chửi mà cũng mất đi, hoặc cái người bị chửi mà cái người nghe đó, either one, cả lẫn hai, cái người mà gọi là hay ăn hiếp chồng á, mà người đó mất ông chồng cũng buồn đó. Bữa nay thiếu người chửi tôi buồn quá, tôi cũng chết. Thiệt đó nghe. Tại vì rồi cái người mà ngược lại, cái người mà chửi, mà cái ông mà bị chửi á, ông nói tôi xả nghiệp đủ rồi, tôi bị bà chửi gần 90 năm rồi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi đi nha, tôi bye bye bà nha. Cái bà đó cũng sẽ chết, không còn ai để bà chửi nữa, không lẽ bà vô bà chửi cái gói à. Chúng là có phước, đang có phước, hai người này đang hưởng. Trời ơi, ông ngồi bên chắc bị vợ chửi dữ lắm sao chứ.